học ngoại ngữ cần có sự kiên trì. Mỗi khi thấy clip Hi-chi-chi, các bạn hãy thoải mái clip vào, vì chỉ mất có 2 phút để nghe tiếng Hàn, 1 phút nghe và đọc chữ tiếng Hàn, 1 phút nghe để đọc chữ tiếng Việt. Như vậy là các bạn đã học bài được 2 lần rồi. Sau đó nếu có thời gian thì ghi chú lại tiếng Hàn, tiếng Việt, các câu giao tiếp mà các bạn cần hoặc thích. Vậy là học bài được 4 lần. Rảnh nữa thì tập nói các câu mà bạn đã ghi chú. Vậy là học bài được 5 lần. Rất đơn giản. Cố lên nào! 자리 좀 지켜줘. 야, 세로리! 잠깐만! 뭘 어쩌려는 건데? 우리 진정하고 경찰한테 먼저. 가족. 아빠. 죽어도 못 갚을 은혜를 알기도 전에 그 하나를 잃었다. 하나는 전부와 같았다. 나만을 바라봤기에 가슴 아팠고 그렇기에 노력할 수 있었다. 나 또한 아빠가 삶의 의미였어. 야, 자리 좀 지켜줘. 야, 세로리! 어쩌려는 건데? 우리 진정하고 경찰한테 먼저. 가족. 아빠. 죽어도 못 갚을 은혜를 알기도 전에 그 하나를 잃었다. 하나는 전부와 같았다. 나만을 바라봤기에 가슴 아팠고 그렇기에 노력할 수 있었다. 나 또한 아빠가 삶의 의미였어. Vậy là học bài xong rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh để trở thành bạn bè của mình và cùng nhau học tiếng Hàn mỗi ngày với mình nhé. Hi chi chi, hi 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 hi.